Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, làm việc tại xã Quế Hạ, huyện Kim Bôi. Ngày thi thứ hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Nhân kỷ niệm 59 năm thảm họa Da Cam ở Việt Nam, mùng 10 tháng 8 năm 1961, mùng 10 tháng 8 năm 2020 có phóng sự Hòa Bình nỗ lực chăm lo cho nạn nhân chất độc Da Cam. Số ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ vượt quá 5 triệu người, hiện Mỹ chiếm 1/4 tổng số ca nhiễm toàn cầu và đứng đầu thế giới về số ca tử vong. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 8, đoàn công tác của tỉnh ủy do đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc tại xã Quế Hạ, huyện Kim Bôi về kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020. Xã Quế Hạ, huyện Kim Bôi hiện có 10 xóm với 1.743 hộ và 8.070 nhân khẩu, dân tộc Mường chiếm 98%. Hiện nay xã có 21,3% hộ nghèo và 33,9% hộ cận nghèo. Đảng bộ xã Quế Hạ hiện có 14 chi bộ trực thuộc với 224 đảng viên. Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xã đã ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư thâm canh, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, thực hiện một số mô hình liên kết sản xuất, qua đó đã góp phần nâng tổng giá trị thu nhập đạt 44% kế hoạch đề ra, bình quân thu nhập đầu người đạt 46,8% kế hoạch. Về xây dựng nông thôn mới, đến nay xã đã hoàn thành 10 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tính đến hết tháng 7 năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 3,8 tỷ đồng, đạt 59,6% kế hoạch. Công tác giáo dục và đào tạo, y tế tiếp tục được quan tâm thực hiện. Quốc phòng an ninh được giữ vững. Tại buổi làm việc, xã Quế Hạ cũng đã nêu lên một số khó khăn hạn chế trong vấn đề tạo việc làm tại chỗ cho người dân địa phương. Một số đảng viên đi làm ăn xa không duy trì sinh hoạt đảng thường xuyên. Điều kiện giao thông đi lại tại một số xóm giáp danh với địa bàn huyện Lạc Sơn còn gặp nhiều khó khăn. Xã Quế Hạ kiến nghị với đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy về tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp đường giao thông, nhà văn hóa, hệ thống thủy lợi, tăng cường thu hút đầu tư để tạo việc làm tại chỗ cho lao động địa phương, đặc biệt thu hút các dự án đầu tư như dự án khu nghỉ dưỡng sinh thái Long Thành. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được của xã Quế Hạ trong phát triển kinh tế xã hội 7 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị xây dựng đảng, xây dựng với cái ban chấp hành mới, các đồng chí phải gần dân, sát dân, thế và giải quyết các vấn đề mà bây giờ là yêu cầu bức xúc của xã hội, tập trung cho phát triển kinh tế. Bây giờ là cái sản phẩm ô cốp như nào, các đồng chí phải định hướng ra. Huyện bây giờ là thời đây có rất nhiều những cái sản phẩm ô cốp, mà trong cái thời gian trước đây thì đề nghị huyện các đồng chí cũng hỗ trợ xã, và xã phải gọi là đáp ứng rất là rõ ràng và rất là phù hợp với các điều kiện canh tác, và những nơi mà nó xa hơi khó khăn ấy, thì trồng những cái loại cây bản địa vừa là giữ được từng đầu nguồn, vừa là coi là cái kinh tế lâu dài của gia đình mình. Tôi đề nghị như này, trong 5 năm tới làm sao mà các đồng chí thực hiện gấp đôi cái thu nhập của bà con, giảm nghèo làm sao mà giảm được 4% năm, thế và giải quyết vấn đề nước sạch 90%, thế và đúng theo yêu cầu của nghị quyết quốc hội về cái chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi là 70% là đường tới xóm là được cứng hóa. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị trong quy hoạch sắp xếp dân cư, xã Quế Hạ xem xét di chuyển nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm có nguy cơ chịu ảnh hưởng thiên tai, tập trung quy hoạch đất, diện tích đất sản xuất, tranh thủ các nguồn lực đầu tư hạ tầng như điện, đường, thủy lợi, trường học, chú trọng quan tâm tới công tác giáo dục và đào tạo. Cùng với đó tiếp tục giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác bình đẳng giới và bảo vệ trẻ em, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở nhằm kịp thời giải quyết những khó khăn. Đối với những kiến nghị, đề xuất của địa phương, đoàn công tác sẽ tiếp thu tổng hợp và giao các cơ quan chức năng nghiên cứu thực hiện. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tặng quà của Thường trực Tỉnh ủy cho Đảng ủy xã Quế Hạ, huyện Kim Bôi. Ngày 10 tháng 8, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do đồng chí Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại tỉnh Hòa Bình.
Tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Trương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh năm 2020 tỉnh Hòa Bình. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, tỉnh Hòa Bình có trên 9.000 thí sinh, có một hội đồng thi với 37 điểm thi chính thức, 416 phòng thi đặt tại 36 trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Số cán bộ coi thi phục vụ thanh tra giám sát là trên 1.800 người. Để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc, Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đã có văn bản hướng dẫn chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi theo đúng kế hoạch. Việc bố trí thí sinh dự thi tại các điểm thi thực hiện đúng quy chế, cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ thi được đảm bảo. Tại các điểm thi, việc đảm bảo giãn cách và đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn được thực hiện nghiêm túc. Tại mỗi điểm thi đều có phương án xử lý các tình huống bất thường do thời tiết và dịch COVID-19. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh không có thí sinh cũng như cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế thi, không có trường hợp thí sinh có biểu hiện ho, sốt. Tình hình an ninh trật tự ở các hội đồng coi thi được đảm bảo. Công tác bố trí túc trực kiểm tra thường xuyên, không khí ở bên ngoài địa điểm thi thực hiện nghiêm túc, ổn định. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là một kỳ thi đặc biệt diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, học sinh phải nghỉ học, do vậy áp lực cho địa phương trong việc tổ chức kỳ thi là rất lớn. Mặc dù đến thời điểm này, tỉnh Hòa Bình chưa có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, tuy nhiên việc đảm bảo an toàn cho thí sinh luôn được tỉnh Hòa Bình đặt lên hàng đầu. Tỉnh Hòa Bình đang tập trung để hoàn thành kỳ thi một cách an toàn và trung thực. Vấn đề là phách này, vấn đề chấm thi nữa thì chúng tôi cũng xin hứa với đồng chí Thứ trưởng, với Bộ Giáo dục Đào tạo, hứa với Thủ tướng nữa. Sẽ cố gắng là hoàn thành một cái kỳ thi từ lúc thi cho đến chấm thi, đảm bảo cái kết quả nó khách quan, an toàn và trung thực. Chúng tôi rất là kỳ vọng có một kỳ thi 2020 ở tỉnh Hòa Bình diễn ra nó an toàn này, nó hiệu quả này, nó tốt đẹp này, không để xảy ra những cái điều đáng tiếc. Chúng tôi rất mong và trong thời gian tới là cũng mong đồng chí thứ trưởng, các đồng chí lãnh đạo đơn vị trực thuộc, rồi các quan báo chí cũng ủng hộ Hòa Bình để Hòa Bình có cái việc phát triển tốt hơn. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông mang tính quốc gia, rất nhiều các trường đại học lấy kết quả từ kỳ thi này để tuyển sinh nên tính cạnh tranh cao, cả xã hội quan tâm giám sát. Vì thế mỗi cán bộ thi cần làm đúng chức năng nhiệm vụ, nghiêm túc thực hiện công việc nhưng không căng thẳng hay gây căng thẳng cho thí sinh. Trước các tình huống phát sinh, các thầy cô cần bình tĩnh xử lý theo nguyên tắc, đúng quy chế, đảm bảo công bằng và đặt quyền lợi của thí sinh lên trên hết. Qua kiểm tra tại một số điểm thi trên địa bàn tỉnh, đồng chí Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao công tác tổ chức thi tại tỉnh Hòa Bình. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được tỉnh đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, sau khi thi xong, công tác chấm thi cũng phải thực hiện nghiêm túc. Trong đó, tỉnh Hòa Bình cần chú ý rà soát cơ sở vật chất, đảm bảo cho việc chấm thi được thực hiện chính xác. Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 của tỉnh Hòa Bình là nghiêm túc, trách nhiệm và khoa học, có nhiều cái điểm mới quyết liệt hơn trong công tác chỉ đạo từ chỉ thị của Ủy ban tỉnh cho việc xây dựng kế hoạch, rồi phê duyệt kế hoạch của đồng chí lãnh đạo tỉnh và các phương án mà đồng chí vừa nêu. Tôi thấy là đồng chí đã xây dựng kế hoạch, xây dựng phương án đã là kỹ càng, quản lý các tổ chấm ngay trong chuyên môn chỉ lưu ý để triển khai chỉ đạo chấm. Nhưng mà đặc biệt đó là việc phải chấm đều tay, sự chênh lệch giữa giám khảo 1, giám khảo 2 thì phải đảm bảo độ chênh lệch không quá lớn, và như vậy phải học tập đáp án biểu điểm rất là rõ. Thì tôi cũng đã chỉ đạo trong ban đề là việc mà phải ra cái đáp án hướng dẫn chấm đơn trị dễ hiểu, không có nhiều nghĩa, vì nhiều nghĩa là phải vận dụng ở tại các địa phương, mỗi địa phương vận dụng một cách là nó sẽ khó khăn. Nhưng về việc chấm trắc nghiệm này thì đề nghị với sở là phải rất quan tâm về những vấn đề này. Của ban chỉ đạo tôi thấy là đã chuẩn bị rất là tốt. Công an còn thời gian tới là việc tham gia bảo vệ phách như này thì công chí cũng tiếp tục là quan tâm. Trước đó, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do đồng chí Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ, điểm thi trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh Hòa Bình. Ngày 10 tháng 8, cùng với cả nước, hơn 9.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh bước vào ngày thi thứ hai, cũng là ngày thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Buổi sáng, các thí sinh thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội và buổi chiều thi môn ngoại ngữ.
Sau 2 ngày thi, toàn tỉnh không có thí sinh cũng như cán bộ vi phạm quy chế thi. Về đề thi được thí sinh đánh giá là vừa sức, bám sát chương trình. Thí sinh kết thúc 2 ngày thi với tâm trạng vui vẻ, không áp lực. Buổi sáng các thí sinh làm bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm môn vật lý, sinh học, hóa học hoặc khoa học xã hội gồm địa lý, lịch sử, giáo dục công dân. Tổng thời gian làm bài mỗi tổ hợp là 150 phút. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, năm nay số thí sinh đăng ký dự thi bài tổ hợp khoa học xã hội vẫn chiếm đa số. Trong đó toàn tỉnh có 1.156 thí sinh đăng ký dự thi môn vật lý, 1.156 thí sinh đăng ký dự thi môn hóa học, 1.108 thí sinh đăng ký dự thi môn sinh học, 8.006 thí sinh đăng ký dự thi môn lịch sử, 7.842 thí sinh đăng ký dự thi môn địa lý, 6.808 thí sinh đăng ký dự thi môn giáo dục công dân. Theo thống kê, buổi sáng có 188 lượt thí sinh vắng thi. Kết thúc buổi thi tổ hợp khoa học xã hội và khoa học tự nhiên, theo các thí sinh, đề thi vừa sức, không đánh đố và tuân thủ đúng cấu trúc nội dung như Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố. Thì năm nay thì em cảm thấy khá là vừa sức, dễ ạ. Sử địa thì, địa giáo dục công dân thì em cảm thấy dễ, còn sử thì em khối D ấy ạ, thế là em cảm thấy hơi khó một chút, nhưng mà khá là ổn ạ. Đề thi năm nay khá là sát với những gì mà các cô đã dạy, sẽ làm được khoảng 60%. Buổi chiều, các thí sinh thi môn ngoại ngữ với hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài là 60 phút. Với bài thi môn ngoại ngữ, thí sinh được tự chọn để đăng ký dự thi một trong 5 ngôn ngữ sau: tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung hoặc tiếng Nhật. Đây là môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Trong buổi thi ngoại ngữ, toàn tỉnh có 61 thí sinh vắng thi. Kết thúc buổi thi, theo đánh giá của các thí sinh, đề thi môn ngoại ngữ bám sát chương trình lớp 12 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo giảm tải. Bên cạnh đó, đề thi vẫn có những câu hỏi phân loại đối với những học sinh khá và giỏi. Thì hôm nay em đánh giá là bám sát với chương trình học và có bám sát với cả phần giảm tải của bộ. Thông thường thì những học sinh trung bình thì sẽ làm được tầm 60-65%. Theo em thì cái đề này năm nay được vừa sức với bọn em. Nếu như mà nó có là câu nào khó thì nó sẽ khó hẳn, còn câu nào dễ bọn em làm được thì sẽ vẫn làm được, nó sẽ tầm ở mức trung bình ạ, là được ạ. Còn những cái câu mà để phân loại học sinh thì vẫn rõ ràng ạ. Còn đề tiếng Anh, những cái kiến thức cơ bản nó vẫn có đầy đủ ạ. Nếu như mà ôn luyện kỹ thì vẫn sẽ làm được ạ. Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, trong 2 ngày thi, toàn tỉnh có 392 lượt thí sinh vắng thi, không có thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi. Dự kiến điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 sẽ được công bố vào ngày 27 tháng 8. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Trước tình hình diễn biến của dịch COVID-19 đang ngày càng phức tạp, theo ghi nhận của phóng viên thời sự tại một số nhà thuốc, cửa hàng bán lẻ trên địa bàn thành phố Hòa Bình, nhu cầu mua khẩu trang y tế phòng chống dịch COVID-19 của người dân có tăng hơn so với những ngày bình thường. Nhìn chung, thị trường khẩu trang y tế không có biến động về giá. Các cửa hàng thuốc, nhà bán lẻ trên địa bàn thành phố Hòa Bình vẫn đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân trong việc sử dụng khẩu trang trong phòng chống dịch nhằm tự bảo vệ mình và góp phần đẩy lùi dịch COVID-19. Hiện nay, trung bình giá một hộp khẩu trang y tế, hộp 50 cái loại 4 lớp dao động từ 50.000 đồng đến trên 100.000 đồng một hộp tùy từng loại. Tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng của tỉnh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm theo quy định đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, lợi dụng tình hình dịch bệnh để găm hàng gây khan hiếm, tăng giá bất hợp lý, tác động tiêu cực đến thị trường. Thực hiện sắp xếp tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn, đến nay tỉnh Hòa Bình đã giảm được 59 đơn vị hành chính cấp xã và 1 đơn vị hành chính cấp huyện, tiết kiệm khoảng 266 tỷ đồng một năm kinh phí chi thường xuyên. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là chủ trương đúng, thực hiện mục tiêu hợp lý các đơn vị hành chính phù hợp với xu thế phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đặc biệt, hoạt động tại các đơn vị sau sắp nhập sẽ nâng cao hiệu lực, hiệu quả hơn so với trước, góp phần đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, giảm đầu mối quản lý, biên chế, số người làm việc và chi ngân sách. Đồng thời, các đơn vị hành chính sau sắp nhập sẽ tiếp tục ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của từng cán bộ công chức gắn liền với môi trường làm việc cụ thể được phân công. Phần tiếp theo của chương trình thời sự hôm nay: nhân kỷ niệm 59 năm thảm họa Da Cam ở Việt Nam, mùng 10 tháng 8 năm 1961, mùng 10 tháng 8 năm 2020 có phóng sự Hòa Bình nỗ lực chăm lo cho nạn nhân chất độc Da Cam. Liên minh hợp tác xã phát huy vai trò kinh tế tập thể.
Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã đi qua hơn 40 năm, nhưng những vết thương và nỗi đau để lại vẫn còn hiện hữu đối với các nạn nhân chất độc da cam dioxin. Để góp phần xoa dịu phần nào nỗi đau, chia sẻ với những thiệt thòi mất mát ấy, thời gian qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh cùng các cấp các ngành không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng. Nhân kỷ niệm 59 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, mùng 10 tháng 8 năm 1961, mùng 10 tháng 8 năm 2020, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau. Đến thăm gia đình ông Đinh Quang Toàn, 69 tuổi ở thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, bị ảnh hưởng chất độc da cam đến 83%, mới cảm nhận được sự tàn khốc mà chiến tranh để lại. Tháng 12 năm 1972, ông Toàn nhập ngũ ở chiến trường khốc liệt nhất Khe Xanh, Quảng Trị. Năm 1989, ông rời quân ngũ theo diện sĩ quan mất sức. Trở về với cuộc sống đời thường, ông Toàn vẫn tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương. Từ năm 2017 trở lại đây, do tuổi cao, sức yếu, cộng với nhiều bệnh do di chứng chất độc da cam để lại, ông đã không thể đi lại được. Tất cả mọi hoạt động đều do người vợ chăm sóc. Mỗi tháng, chỉ tính riêng tiền thuốc để chữa bệnh, phải chi lên đến 20 triệu đồng. Anh ấy đã là người gần như tàn phế. Vợ con và gia đình phải chăm sóc. Mọi thứ là tại nhà, tại chỗ. Thôi thì trong cái bối cảnh này chiến tranh đã đi lùi xa rồi, nhưng mà tàn dư của chiến tranh thì vẫn còn đeo đẳng cho những gia đình phải chịu như gia đình nhà tôi. Thì tôi cũng không có mong muốn gì khác, chỉ muốn rằng là cái thứ nhất là về tinh thần thì được anh em các cơ quan đoàn thể tạo điều kiện quan tâm giúp đỡ. Cũng là cái niềm an ủi động viên để mẹ con tôi có bản lĩnh để khắc phục trong những lúc anh ấy còn nằm đấy. Đấy là nó lại lép ra đấy em ạ. Kêu gọi các nhà hảo tâm và chung tay để ủng hộ và xoa dịu nỗi đau da cam để động viên bằng tinh thần và vật chất cho nạn nhân chất độc da cam dioxin ở trong huyện hàng năm vào dịp lễ Tết ngày 27 tháng 7 hoặc ngày thảm họa da cam mùng 10 tháng 8 và ngày Tết Nguyên đán thì đều có những suất quà để đến để trao cho các nạn nhân, đặc biệt là những nạn nhân gặp nhiều khó khăn, những người ốm yếu. Toàn tỉnh hiện có trên 3.605 nạn nhân chất độc da cam. Trong đó nạn nhân trực tiếp là 2.979 người, nạn nhân gián tiếp là 626 người. Từ năm 2015 đến nay, Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh và các huyện đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 51 nhà tình nghĩa với tổng số tiền gần 1,8 tỷ đồng, hỗ trợ giống vốn sản xuất chăn nuôi, tặng xe lăn, trợ cấp hàng nghìn suất quà cho các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, trị giá trên 8 tỷ đồng. Bên cạnh các hoạt động giúp đỡ về vật chất, hội còn tích cực chăm lo về tinh thần cho các hội viên như tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho các nạn nhân, hỗ trợ khi nạn nhân ốm đau phải chuyển tuyến điều trị. Thông qua hội, đã có nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm thường xuyên chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ bằng nhiều hình thức như dạy nghề, tạo việc làm cho những nạn nhân còn khả năng lao động. Đề nghị là làm thế nào nâng lên, tức là nâng cái phụ cấp nó cao lên thì mới đáp ứng được yêu cầu của đời sống của nạn nhân. Bởi vì nạn nhân bây giờ là tuổi cao, thế và con cái của họ thì cũng nằm một chỗ nhiều năm rồi, cho nên là cũng gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Chính vì vậy với lại cái trợ cấp hiện nay thì nó chưa đáp ứng được cái đời sống cho cái nạn nhân, vì người ta không làm gì thêm được. Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh làm tốt công tác bảo vệ quyền lợi cho các nạn nhân da cam, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh và các huyện hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị giám định người phơi nhiễm chất độc da cam được hưởng chế độ, đa dạng hóa các hình thức vận động giúp đỡ nạn nhân da cam. Mặt khác, tiếp tục rà soát danh sách gửi các cấp có thẩm quyền thẩm định, công nhận và chi trả trợ cấp cho các nạn nhân trực tiếp cũng như gián tiếp đủ điều kiện, bảo đảm quyền lợi cho các nạn nhân, góp phần chia sẻ, làm vơi đi phần nào nỗi đau mà họ đang phải đối mặt. Thưa quý vị và các bạn, nhiệm kỳ 2015-2020, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đột phá để hoàn thành và vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh lần thứ 5 đề ra, góp phần đưa kinh tế tập thể hợp tác xã phát triển nhanh, bền vững, đặc biệt là xây dựng mô hình hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị là hướng đi bền vững nhằm xóa bỏ tình trạng sản xuất manh mún nhỏ lẻ.
Các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã và đang tăng cường liên kết sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh. Một trong những kết quả nổi bật nhất trong nhiệm kỳ qua của Liên minh Hợp tác xã là việc phát triển hợp tác xã hoạt động hiệu quả tăng vượt bậc. Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh thành lập mới 56 hợp tác xã, vượt 79% so với chỉ tiêu nghị quyết, nâng tổng số hợp tác xã trên địa bàn tỉnh là 387 hợp tác xã với 12.638 thành viên tham gia, tạo việc làm thường xuyên cho 21.600 lao động. Với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, 5 năm qua, các hợp tác xã đã tích cực huy động vốn, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Một số hợp tác xã hướng tới xuất khẩu, doanh thu bình quân của một hợp tác xã đạt 3,2 tỷ đồng một hợp tác xã một năm, tăng hơn 53% so với năm 2015. Năm 2018 khi chúng tôi mới thành lập thì hợp tác xã của chúng tôi có 13 thành viên và 12,5 hecta. Đến năm 2019 thì chúng tôi đã tăng lên là 25 thành viên với diện tích trên 40 hecta. Tôi sẽ thay đổi trong cái quy trình sản xuất canh tác để gia tăng cái giá trị sản phẩm cũng như là tăng cái chất lượng sản phẩm lên, dịch chuyển 5% trong tổng diện tích sang sản xuất hữu cơ. Mục tiêu hiện nay của chúng tôi thì chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm thị trường để mở rộng cái kênh bán hàng của mình, làm thế nào để bao tiêu sản phẩm cho các thành viên của mình. Thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phát huy tốt vai trò nòng cốt, đưa kinh tế tập thể hợp tác xã phát triển bền vững, quan tâm hỗ trợ hợp tác xã tiếp cận khoa học công nghệ như hỗ trợ tạo lập, quản lý, phát triển nhãn hiệu sản phẩm, đăng ký tem truy xuất nguồn gốc, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến. Các hợp tác xã cung ứng nhiều dịch vụ đầu vào, bao tiêu tiêu thụ sản phẩm đầu ra, mang lại lợi ích thiết thực cho thành viên. Thông qua hợp tác xã, các cá nhân hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ có điều kiện được liên kết với nhau để tổ chức sản xuất với quy mô lớn hơn, tăng cường năng lực về vốn, tài sản, khoa học kỹ thuật, tìm kiếm thị trường và tiêu thụ sản phẩm. Số lượng hợp tác xã nông nghiệp sản xuất theo chuỗi giá trị ngày càng tăng và đang dần trở thành phương thức sản xuất tối ưu để phát triển bền vững. Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã phát huy vai trò là cầu nối giúp hợp tác xã tiêu thụ sản phẩm ở các thị trường lớn. Liên minh tổ chức những cái buổi hội chợ, nhất là năm 2019 thì tháng 10 năm 2019 thì Liên minh có tổ chức hội chợ ở tại Sài Gòn Cốt-Mắc Hà Đông, thì đơn vị em có tham gia. Thì qua đấy thì là bọn em vừa triển khai bán sản phẩm và vừa quảng bá sản phẩm. Một cái điều tuyệt vời đấy là sau khi bán sản phẩm ở Sài Gòn Cốt-Mắc thì em có một số những cái đối tác tìm đến. Đấy là cái điều mà từ cái việc kết nối đó thì em mở rộng được thêm thị trường. Để tháo gỡ nút thắt trong phát triển của các hợp tác xã là khó khăn về nguồn vốn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã hỗ trợ vốn vay cho các hợp tác xã bằng hai nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ Phát triển Hợp tác xã và Quỹ Quốc gia về Việc làm. Trong 5 năm qua, đã có 17 hợp tác xã và 38 dự án được hỗ trợ vay vốn là gần 15 tỷ đồng. Sau khi Hợp tác xã nông nghiệp Kim Bôi được Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình hỗ trợ cho vay vốn thì hợp tác xã mở rộng sản xuất, đầu tư các loại cây trồng mới đưa vào sản xuất và bước đầu cũng giải quyết được công ăn việc làm cho lao động hợp tác xã. Hai nữa là hiện nay hợp tác xã đang qua nguồn vốn này, hợp tác xã đang mua sắm được cái xe để phục vụ sản xuất và kinh doanh của hợp tác xã. Sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh lần thứ 5, nhiệm kỳ 2015-2020, khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã phát triển khá tích cực, đã có 4 trên 4 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết Đại hội Liên minh Hợp tác xã lần thứ 5 đề ra. Các cái mô hình hợp tác xã kiểu mới, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đã được hình thành và đi vào hoạt động. Thị trường đã được nghiên cứu và có những cái thị trường tiêu thụ tương đối ổn định. Về hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh thì đã tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban tỉnh ban hành rất nhiều cái chủ trương, các cơ chế chính sách và tạo cái nguồn lực để hỗ trợ cho các hợp tác xã. Nên rất nhiều những cái chính sách của Trung ương được cụ thể hóa ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Kết quả sẽ mang lại cái kinh tế tập thể hợp tác xã rất là sáng sủa.
Nhiệm kỳ 2020-2025, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đặt ra mục tiêu phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã nhanh và bền vững cả về số lượng, chất lượng với quy mô lớn, công nghệ hiện đại, mô hình tổ chức quản lý sản xuất hiệu quả, cạnh tranh, phát triển bền vững, tham gia tích cực vào chuỗi giá trị các hàng hóa chủ lực của tỉnh, của vùng và của cả nước, đẩy mạnh phát triển hợp tác xã trong các ngành, lĩnh vực, địa bàn, chú trọng phát triển hợp tác xã nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị, phấn đấu đưa kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã ngày càng đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Xin được chuyển sang các tin tức quốc tế. Số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới đã vượt qua một cột mốc mới. Theo Worldometer, các ca nhiễm bệnh được ghi nhận trên toàn cầu đã lên đến con số 20 triệu vào cuối ngày Chủ nhật, tính theo giờ GMT, với số ca tử vong là trên 733.000 ca. Quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới, Mỹ, cũng đã báo cáo hơn 5 triệu trường hợp nhiễm bệnh. 40% trong số đó tập trung ở 5 bang. California là bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất, tiếp theo là Florida, Texas, New York và Georgia. Tuy nhiên, New York từng là tâm dịch ở Mỹ đang chứng kiến một số tiến triển với tỷ lệ phần trăm các xét nghiệm dương tính giảm xuống dưới 1% vào thứ 6 tuần trước. Con số này trái ngược hẳn với mức gần 19,5% của Georgia trong cùng ngày, con số cao nhất được ghi nhận tại bang kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Ngày 9 tháng 8, liên bang Saint Kitts and Nevis đã trở thành quốc gia thứ 44 phê chuẩn hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân của Liên Hợp Quốc nhân dịp tưởng niệm 75 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Nagasaki của Nhật Bản. Hiện cần thêm 6 lần phê chuẩn nữa để hiệp ước có hiệu lực. Bộ trưởng Ngoại giao Mark Brantley cho biết trong một tuyên bố rằng vụ đánh bom Nagasaki là một sự tàn ác và vô nhân đạo của con người. Ông nói đất nước của ông với tư cách là một quốc gia nhỏ bé cam kết vì hòa bình toàn cầu, không có mục đích cho việc trang bị vũ khí hạt nhân. Ông kêu gọi tất cả các quốc gia làm việc hướng tới hòa bình và tôn trọng lẫn nhau vì tất cả nhân loại. Điều này xảy ra sau khi Ireland, Nigeria và Niger phê chuẩn hiệp ước vào thứ Năm. Trong thông điệp gửi tới lễ tưởng niệm ở Nagasaki, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres chia sẻ, ông mong hiệp ước có hiệu lực như một yếu tố mới quan trọng của chiến dịch giải trừ hạt nhân quốc tế. Hiệp ước được thông qua 3 năm trước cấm phát triển, sở hữu và sử dụng vũ khí hạt nhân. Đại diện của hơn 30 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đồng ý cung cấp khoảng 300 triệu đô la cứu trợ khẩn cấp cho Liban sau vụ nổ kinh hoàng hồi tuần trước ở Beirut. Vụ nổ khiến ít nhất 158 người thiệt mạng và khoảng 6.000 người khác bị thương. Các nhà lãnh đạo bao gồm Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tham gia một hội nghị tài trợ trực tuyến ngày 9 tháng 8 do Liên Hợp Quốc và Pháp tổ chức. Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi các thành viên hành động nhanh chóng và hiệu quả trong việc cung cấp viện trợ cho người dân Liban. Văn phòng Tổng thống Pháp đã đưa ra tuyên bố của ông Macron, người chủ trì cuộc họp. Tuyên bố kêu gọi các nhà tài trợ có kế hoạch tổng hợp các nguồn lực trong những ngày hoặc tuần tới. Họ sẽ làm việc cùng nhau để cung cấp viện trợ dưới sự điều phối của Liên Hợp Quốc với hình thức tái thiết nhà ở, thực phẩm và thuốc men. Sau vụ nổ, sự giận dữ của công chúng chống lại chính phủ ngày càng gia tăng ở Liban, làm bùng lên các cuộc biểu tình bạo lực. Đại hội đồng các bộ lạc Afghanistan Loya Riga đã đồng ý về việc trả tự do cho 400 tù nhân Taliban được cho là nguy hiểm, với hy vọng đạt được hòa bình với nhóm chống chính phủ sau gần 20 năm giao tranh. Thỏa thuận đã đạt được vào ngày 9 tháng 8, ngày thứ 3 của cuộc họp hội đồng ở thủ đô Kabul. Hơn 3.000 người Afghanistan đã tham gia, bao gồm các thủ lĩnh tôn giáo và bộ lạc. Các thành viên đã bỏ phiếu về việc liệu chính phủ có nên thả 400 tù nhân, bao gồm cả những người bị cáo buộc liên quan tới các vụ tấn công chết người lớn hay không. Mặc dù lo ngại rằng các chiến binh có thể thực hiện các cuộc tấn công khủng bố hơn nữa, hội nghị đã chấp thuận việc thả các tù nhân nhưng với các điều kiện. Chúng bao gồm lệnh ngừng bắn vĩnh viễn của cả chính phủ và Taliban và bắt đầu các cuộc đàm phán ngừng bắn nhanh chóng sau khi các tù nhân được thả. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cho biết ông sẽ tôn trọng quyết định của Quốc hội. Mỹ và Taliban đã đạt được một thỏa thuận hòa bình vào tháng 2. Theo đó, chính phủ Afghanistan trả tự do cho 5.000 tù nhân Taliban và Taliban trả tự do cho 1.000 người, bao gồm cả binh lính. Với việc thả 400 tù nhân còn lại, chính phủ sẽ hoàn thành cam kết của mình. Động thái trên được cho là sẽ mở đường cho các cuộc đàm phán ngừng bắn, nhưng vẫn không chắc liệu có thể đạt được tiến triển hay không khi giao tranh giữa hai bên vẫn tiếp diễn. 8 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng súng ở Niger, bao gồm 6 du khách Pháp và 2 người Nigeria là hướng dẫn viên và tài xế của họ.
Theo các quan chức địa phương, một nhóm các tay súng điều khiển xe máy đã chặn xe chở nhóm người trên và nổ súng. Vụ việc hôm Chủ nhật diễn ra tại một khu vực phía tây nam Niger ở Tây Phi. Khu vực này được hàng trăm khách du lịch ghé thăm mỗi năm để xem những chú hươu cao cổ đặc biệt của vùng. Hiện chưa rõ tổ chức nào đứng sau vụ tấn công, nhưng chính phủ Pháp đã khuyến cáo không nên đi ra ngoài thủ đô của Niger. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem trực tuyến chương trình trên smartphone hoặc xem lại qua địa chỉ website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HBTV. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.